Chiều nay, các đại biểu thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ghi nhận tại tổ chiến bao gồm Điện Biên, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng điều hành phiên họp. Đa số các đại biểu tán thành với sự cần thiết xây dựng chương trình và thông nhất với tên gọi của chương trình Ủy ban đề nghị chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì ba chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp rà soát, phân tích, đánh giá, làm rõ các nội dung hoạt động trùng lập hoặc bỏ sót để đề xuất cơ chế lồng ghép chính sách tích cực nguồn lực giữa các chương trình bảo đảm hiệu quả nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên, để giảm nghèo ra chiều thực sự bền vững, theo các đề biểu, phải giảm tỷ lệ tái nghèo, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh. Chương trình cần có các giải pháp thoát nghèo bền vững, đủ sức chống chịu, vượt qua các thách thức của thiên tai, dịch bệnh, cũng như tránh được sự trùng lấp giữa các chương trình. Cho ý kiến về chương trình xây dựng nông thôn mới, các đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian vừa qua. Qua 10 năm thực hiện, chương trình đã được triển khai quyết liệt đồng bộ rộng khắp trong cả nước với sự hưởng ứng tham gia tích cực nhiệt tình của nhân dân, có nhiều mô hình mới cách làm hay đã được thực hiện. Tuy nhiên, với mục tiêu của chương trình năm 2025, Trưởng đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, mục tiêu phân rộng có ít nhất 60% số thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi, bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới khó khả thi, đề nghị điều chỉnh mục tiêu xuống còn 40%. Do vậy, đề nghị cân nhắc điều chỉnh mục tiêu số tỉnh thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tăng từ 15 lên 20 tỉnh thành phố, đặc biệt nên trọng tâm vào những vùng đặc biệt khó khăn tôi đề nghị là thứ nhất là nên tập trung cái nguồn lực cho các địa phương mà khó khăn thực sự về cái khả năng ngân sách để chúng ta mới xác định là là trọng tâm. Cái thứ hai nữa là lên điều chỉnh giảm chỉ tiêu xuống và tôi rất đồng tình với cái thẩm tra của ủy ban kinh tế là điều chỉnh cái số thôn ấy từ 60% xuống 40%, tức là có cái độ vênh đến 20% như vậy là giữa quan điểm của quốc hội với lại chính phủ là khác nhau một cái khoảng cách rất xa đúng không anh Thanh ạ? Chính phủ đặt ra là 60% thôn bản vùng khó khăn đạt được cái tiêu chuẩn này. Trong đó quốc hội chỉ có đặt ra là 40% thôi. Tôi cho là cái việc này Ủy ban Kinh tế thẩm tra là có cái cơ sở. Như vậy rõ ràng chúng ta phải điều chỉnh cho lại các cái chỉ tiêu này. Cái thứ hai tôi đề nghị là phải có một cơ chế rất là đặc biệt thì chúng ta mới làm được một là cơ chế huy động vốn cái thứ hai đó là cơ chế về đất đai về công tác điều hành thực hiện chương trình một số đại biểu đề nghị chính phủ thành lập ban chỉ đạo trung ương và ban chỉ đạo các cấp ở địa phương chung cho cả ba chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cao hiệu quả quản lý chỉ đạo điều hành đồng thời bảo đảm phân công hợp lý không chồng chéo